Phi ca ngỡ ngàng khi ca sĩ Kim Ngân hát, thần thái, giọng hát quá tuyệt vời. Sự tỉnh táo và minh mẫn bất ngờ của ca sĩ Kim Ngân khi được Thúy Nga dắt đi karaoke khiến mọi người vô cùng xúc động. Thúy Nga dẫn ca sĩ Kim Ngân đi hát karaoke ở Mỹ. Kim Ngân khiến Thúy Nga vô cùng bất ngờ khi biết chọn bài hát và hát được rất nhiều các khúc nhạc trẻ mà chính nữ danh hài phải thừa nhận rằng cô không hát được. Sau đó, Kim Ngân còn liên tục song ca với Thúy Nga. Chứng kiến sự thay đổi tích cực trong nhận thức của Kim Ngân, Thúy Nga tỏ ra phấn khởi và bày tỏ: "Càng ngày chị Kim Ngân càng tỉnh táo mọi người ơi. Hôm nay tôi lấy hình xưa ra hỏi chị một lần nữa, chị xem có nhớ không, thì chị mở lòng và nhận ra chính mình. Đây là khoảnh khắc làm tôi xúc động, rất mừng vì chị ngày càng tỉnh táo, cởi mở và thể hiện đúng con người của mình. Tôi rất mong chị ấy mau hồi phục trở lại." Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó cô gặp nhạc sĩ Trường Hải, rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, cô được cha nuôi giao trọng trách thể hiện các khúc Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Đồng thời nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn, nên những năm thập niên 80 cũng trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại, dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của cô gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi hai con gái. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang trên con đường quanh các con phố người Việt tại California để xin ăn. Thỉnh thoảng, cô tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.